Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lỡ nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng bằng 10, 14. Thì bước đầu tiên mình nói sơ qua về số có hai chữ số, sau đó mình hướng dẫn giải quyết bài này. Thì ví dụ về số có hai chữ số sau đây, ví dụ như 17, cái số này được gọi là số tự nhiên có hai chữ số. Thì cách một, các bạn đếm giúp mình. Đếm thì các bạn đếm từ tay phải sang trái. Đó là quy ước của lợi nha các bạn. Từ tay phải này, sang trái nè. 1, 2. Được chưa ạ? Cách 2 thì các bạn dựa vào số hàng. Số hàng. Thì số hàng thì từ tay phải sang tay trái luôn. Hàng thứ nhất gọi là hàng đơn vị. Hàng thứ hai gọi là hàng chục. Ok chưa? Vậy số có hai chữ số phải đảm bảo thuộc hàng đơn vị và hàng chục. Rồi, tiếp theo một kiến thức nữa các bạn cần nhớ, đó là mọi con số trên thế gian đều được tạo bởi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hết. Được chưa? Mọi con số trên thế gian này đều được tạo từ 0 đến 9. Và nó được sắp xếp theo chiều tăng dần. Tăng dần ý nó 1 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, 3 lớn hơn 2. Vậy số 9 nè, là số lớn nhất. Số 0 chính là số bé nhất. Ok chưa? Rồi, tiếp theo mình nói về tổng. Tổng là ý nó là gì ạ? Lấy hàng đơn vị cộng đến hàng chục nè. 7 cộng 1 bằng 8. Và ở đây cho 14. Vậy hàng này không lấy nè. Được chưa? Vậy phương pháp làm như sau. Thì các bạn viết ra hàng đơn vị nè. Số có hai chữ số gồm hàng đơn vị và hàng chục. Ok chưa? Rồi, thì các bạn có thể làm từ hàng chục đến hàng đơn vị, hay là từ hàng đơn vị đến hàng chục cũng được. Cũng được nha. Ví dụ mình làm từ hàng chục đến hàng đơn vị thì khuyên các bạn nên chọn số lớn trước. Rồi, thì mình biết rằng mọi con số trên thế gian đều được tạo từ 0 đến 9 nè. Thì các bạn lấy số 9 trước. Lấy hàng chục là số 9 trước. Thì 9 cộng mấy để 9 cộng 9 là hàng chục cộng số mấy ở hàng đơn vị ra 14 à? Không biết thì các bạn lấy 14 trừ 9 bằng 5. Vậy số 5. Ok chưa ạ? Tiếp tục các bạn giảm đi, số 9 xong rồi các bạn giảm đi là số 8. 8 cộng mấy để ra 14 à? Lấy 14 trừ 8 bằng 6, ghi số 6 vô. Tiếp tục các bạn giảm đi, 7 cộng mấy ra 14 à? Lấy 14 trừ 7 bằng 7, thì ghi số 7 vô. Tiếp tục số 6, 14 trừ 6 bằng mấy à? Bằng 8. Tiếp tục số 5, 14 trừ 5 bằng mấy à? Bằng 9. Tiếp tục số 4, 14 mà trừ 4 bằng mấy à? Bằng 10. Mà mình biết rằng mỗi con số trên thế gian đều tạo từ 0 đến 9 thôi, không có số 10 nha các bạn. Không có hàng đơn vị, không có số 10. Để mình viết vô đây cho bạn. Hàng đơn vị không có số 10. Hàng đơn vị chỉ có một số thôi, từ 0 đến 9. Vậy tiếp tục số 3, số 2, và các bạn không lấy. Tiếp tục như vậy các bạn không lấy hết. Cứ làm tiếp tục các bạn không lấy. Vậy có bao nhiêu số ạ? Bạn đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5 số. Vậy có 5 số có 2 chữ số có tổng bằng 14. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.